Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn số Thế giới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Hàng trăm con muỗi sẽ lao vào xin chết với chiếc bẫy đơn giản ai cũng có thể tự làm. Không cần tới hương muỗi, thuốc xịt côn trùng hay là vật muỗi, lũ côn trùng hút máu người kia vẫn sẽ đâm đầu vào xin chết với chiếc bẫy tự chế vô cùng đơn giản này. Ai cũng biết, muỗi là một sinh vật truyền bệnh vô cùng nguy hiểm, từ sốt xuất huyết cho tới bệnh đầu nhỏ Zika. Chính vì vậy, bất cứ gia đình nào, nhất là những nhà có trẻ nhỏ, đều nên tìm cách đề phòng loại côn trùng hút máu này. Mặc dù hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều các sản phẩm phòng tránh muỗi được bày bán nhan nhản như là hương muỗi, bình xịt muỗi, thuốc diệt muỗi, đèn luồn muỗi hay là vợt muỗi. Thế nhưng những sản phẩm này càng ngày càng kém tác dụng do muỗi thích nghi được với môi trường. Bên cạnh đó thì những sản phẩm này còn gây mùi khó chịu, thậm chí một số sản phẩm còn có thể gây hại cho sức khỏe của con người. Thế nên thay vì sử dụng các sản phẩm chứa hóa chất độc hại, hãy thử tự làm bẫy muỗi theo cách đơn giản dưới đây. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu. Các vật dụng cần thiết để làm bẫy: một cái chai Coca 1,5 lít, một cốc nước nóng, 1/4 cốc đường nâu, 1/3 thìa canh men nở, một tờ bìa đen, dao dọc giấy, kéo và băng dính. Các bước làm bẫy muỗi tự chế tại nhà siêu đơn giản. Bước đầu tiên, dùng dao dọc giấy rạch ngang thân chai Coca với tỷ lệ 1/3 tính từ nắp chai xuống, sau đó cắt rời thành hai phần riêng rẽ. Bước thứ hai, lấy 200ml nước ấm đổ vào nửa thân dưới của chai nhựa vừa cắt, rồi thêm 50g đường nâu vào, không khuấy và để nguội, rồi cho thêm 19g men nở vào hỗn hợp nước đường ở trên. Bước thứ ba, úp ngược nửa thân chai của chai nước ngọt vào phần thân dưới chứa hỗn hợp nước đường nâu và men, khiến cho lũ côn trùng không còn đường thoát. Bước thứ tư, cắt một miếng bìa mỏng màu đen vừa với kích thước của chiếc chai rồi dán kín lại bằng băng dính. Mục đích của việc làm này là để thu hút lũ muỗi luôn bị hấp dẫn bởi bóng tối lao vào và xin chết. Cuối cùng, bạn chỉ cần đặt một chiếc bẫy này vào những góc tối hoặc là những nơi muỗi thường xuất hiện trong nhà và chờ đợi kết quả kỳ diệu. Đặc biệt, với cách làm này, bạn chỉ cần pha dung dịch một lần và dùng được cả tháng. Với phương pháp sinh học này, dung dịch nước đường pha men nở sẽ sản sinh ra khí CO2 trong bóng tối để thu hút lũ muỗi. Đồng thời, dung dịch này cũng chứa thành phần hóa học có tác dụng tiêu diệt lũ côn trùng. Nếu mở cửa sổ buổi tối thì các bạn đừng quên tắt đèn hay là dùng tấm lưới chắn côn trùng. Cách này có thể ngăn bọn côn trùng đáng ghét bị ánh sáng hấp dẫn bay vào trong nhà. Tuy nhiên, kể cả khi mà bọn chúng có thể bay lọt vào trong nhà thì cũng sẽ không thoát khỏi chiếc bẫy ngọt ngào mà bạn đã răng sẵn đâu. Chúc các bạn áp dụng phương pháp thành công. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và nhận xét kênh Ẩn số Thế giới. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí hiển thị trên màn hình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.